Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với chương trình của mình. Mình là đi đây vào hôm nay. Thì mình tiếp tục với tựa game All Star Tower Defense nhé bạn. Thì lần này là mình đang đi thử một cái dungeon nhé bạn. Trong big update nè. Dungeon này hình như là mới hay sao các bạn. Tại đây là lần đầu tiên mình đi dungeon luôn. Tại vì khi mà mình bỏ cái tựa game All Star Tower Defense này rồi á, thì mình không có chơi nữa bạn ơi. Nên mình cũng không biết dungeon như thế nào luôn. Đó, hiện tại là mình đang đi cái dungeon mới vừa mở luôn nhé bạn. Mới vừa mở luôn và trong bản update lần này luôn, để xem coi ra được nhân vật gì ha. Thì nói vậy thôi chứ hồi nãy mình có đi thử một lần rồi. Mình không biết là một dungeon có thể đi được bao nhiêu lần, nhưng mà hồi nãy là mình mới đi một lần rồi đó, lần đầu á. Để đó mình ôi đen, ôi vãi ye kìa, trời rung chấn. Trời ơi mặt đen rồi, vãi thật sự xấu dữ vậy, trời đi. Đó thì cái dungeon này á, thì như mình nói ha, đây là lần đầu đi thì mình không có biết là sẽ rớt nhân vật gì. Đó thì hồi nãy mình đi lần đầu á nha, mình kể luôn, hồi nãy mình đi lần đầu tiên á thì mình có rớt ra được một cái nhân vật 6 sao gì đó. Đó bạn, mình không biết là trong dungeon cái nhân vật 6 sao đó có hiếm hay không, và trước giờ có trong dungeon có bao giờ ra được nhân vật 6 sao hay không mình không có biết luôn. Tại mình mới vừa đi luôn các bạn. Đây là lần đầu mình đi luôn, mình không biết nha. Đó. Thì lần đầu mình đi thì mình vừa đi xong là mình nhận được cái cục capsule gì các bạn. Cục trứng á, đó cục trứng capsule đó. Đó thì mình cho bạn coi này, là trong wiki đó bạn không nha, mình tìm hiểu là trong wiki là mình không thấy cái nhân vật đó luôn nha bạn không. Đó, trong wiki là không có cái nhân vật đó trong wiki luôn, nên mình đoán chắc là sẽ là hàng hiếm á bạn, đúng không? Hiếm ở đây là chưa có nhiều người sở hữu nha bạn, chứ mình nghĩ về sau chắc nhiều người sở hữu thì hết hiếm đó. Hiện tại là mới ra thì hiếm thôi, đó là vậy. Thì mình vừa mới đi lần đầu là mình ra luôn nha bạn. Không biết nhân phẩm mình ít 10, ít 100, ít 1000 hay sao á. Tại mình đi chung với lại Bo. Đó, mình có đi chung với Bo với lại Cách. Thì Bo với Cách thử không có, không hai có gì luôn. Có mình được à. Mấy bạn khác hình như cũng không có luôn á. Tại mấy bạn này đi lại nữa bạn, cũng khó luôn. Thì lúc đầu mình tưởng là mình đi chơi vui thôi bạn, nên mình đâu có quay đâu. Ai ngờ ra thiệt, ai ngờ ra cái nhân vật xáo xáo thiệt. Cái nhân vật đó mình không coi phim nên không biết nha bạn. Nhân vật đó tên cái gì mà Gintama gì đó, Gintama. Thì mình chỉ biết một vài tên của nhân vật, giống như cái phim trong Bleach là mình biết tới Ichigo đó bạn. Chứ mình cũng không có biết cái phim Bleach sao luôn, mà chưa coi luôn á, mình chỉ biết nhân vật chính là Ichigo thôi. Đó là vậy. Thì tìm hiểu cái tên thôi bạn coi, chứ mình không có coi phim nên không biết. Thì giờ để mình đi xong cái lần thứ hai này thử nha, để xem có được nhân vật nào khác ngoài cái nhân vật Gintama đó hay không nha. Đó, nhân vật đó là 6 sao luôn nha các bạn, chứ không phải là 5 sao đâu. Nhân vật Gintama là 6 sao luôn á. Khá là ngon. Nên để mình đi xong lần hai này thử xem coi mình có được nhận được nhân vật nào khác ngoài cái nhân vật Gintama đấy không. Rồi, ở đây là boss đó bạn, quay 15 rồi nè, đây là boss nha. Boss này trong phim gì vậy ta, 12m mấy, 13, 14m các bạn. Cũng không có trâu lắm, cũng phải là dễ để mình đặt Minato ra mình đánh phụ. Đó nên rồi, để đánh phụ. Để xem coi, như không biết có ra lại giống nhau không ta. Mình cũng biết có ra lại giống nhau không. Rồi. Rồi, quánh ra xong đi. Để mình cho bạn coi ha. Lát hồi mình đánh xong là mình sẽ ra cho bạn coi cái nhân vật mà mình nhận được trong dungeon nè. Nhân vật 6 sao. Như mình nói đó thì các bạn để lại ý kiến bên dưới thử xem cái nhân vật này có hiếm hay không nha. Tại mình cũng không biết hiếm hay không, tại đây cũng là lần đầu mình đi dungeon đó bạn, mình cũng không biết luôn. Đó là vậy. Rồi, để boss bị tiêu diệt thôi. Giờ mình chờ đợi bạn. Trời cái Susanoo Kakashi kìa. Quánh quá trời quánh luôn. Rồi xong chưa ta? Tại vì đi cái dungeon này thì đi nhiều người thì mấy bạn mạnh sẽ gánh được các bạn. Mình cũng không mạnh lắm đâu, xong rồi nè. Đó, sau khi mà cái bản kinh nghiệm này xong á, là đầu tiên là sẽ hiện cái cục đó phải không này, cục trứng capsule nè. Đó, thì nếu các bạn hơn nữa sẽ ra thêm một nhân vật cái nhân vật khác sao đó. Ui, vãi, ra thêm nữa bạn. Ui, đi đúng hai lần được hai nhân vật luôn à. Các bạn nhìn kìa. Ôi, bạn không, đó nhân vật đó, nhân vật sao sao đó. Mình đi hai lần được hai con luôn. Không thể tin được. Gì vậy? Nhân phẩm mà. Thôi, vãi chưa. Rồi hiện tại là, ủa, hết dungeon nữa bạn. Vậy là như một dungeon đi hai lần thôi đúng không bạn? 30 phút là đi chắc cỡ hai lần các bạn ha. Nếu bạn làm nhanh lắm là ba lần. Rồi đây, và đây là cái nhân vật mình muốn cho bạn coi đây. Nhân vật tên là Kaelet Samurai nha bạn. Đó, 6 sao. Mình đi đúng có 2 lần đó, 30 phút mà bạn. Thì hai lần mình đi đúng 2 lần và nhận được 2 nhân vật luôn. Và nhân vật này có cái sao sao gì kế bên các bạn thấy không? Mình không biết là nhân vật này hiếm hay không, hay là cái sao đó là nhân vật mới cho bản update ha. Đó là vậy. Không biết hiếm hay không mà sao ra nhiều quá ta.
mình không biết là do mình hên hoặc là nhân vật này dễ ra hay không nữa. Đó thì các bạn comment bên dưới cho mình biết nha, coi bạn nào có hay chưa nha. Ôi, công nhận cũng hên phết, đi hai lần được hai nhân vật ha. Mình quay xui lắm nhưng mà đi cái này thì cũng hên hên phết nha. Bây giờ mình sẽ đi Infinity thử cho các bạn xem coi nhân vật này đam như thế nào và đánh như thế nào nhé bạn. Rồi đi nè bo. Vô Infinity nè. Rồi thì hiện tại là mình đã đủ tiền, chắc mình nghĩ nhân vật này cũng không mắc lắm đâu ha, tại vì mới vô có 500 đặt nữa bạn. Rồi mình đặt thử nha, mới vô thì AoE chữ V nè. Đó, mới vô là 1.300 đam, 8 giây và tầm là 25 nhớ bạn. Đó phải không nè. Và đánh là sẽ lấy cây kiếm và chọc muốn đá muốn đá muốn đá. Rồi thì sau khi mà rút kiếm ra quánh xong á, rồi vậy coi nha, giờ mình nâng lên nha. Đó, nâng lên 1.000 tiền nha, và có 2.800 đam nè, 2.800 đam, 8 giây và tầm là 25. Đó hay nha, vẫn là lấy cây chọt nhé mày. Đó, vẫn lấy cây chọt. Rồi tiếp tục nâng lên 1.500 nè, tiếp tục nha, nâng 1.500 là hiện tại là đam nó lên 4.800 rồi, 8 giây và tầm vẫn là 25 nhé mày. Tại mình thấy mấy nhân vật này gọi là, chứ mình nghĩ là chỉ có về sau là hiếm thôi bạn ơi, chứ thật sự là không có mạnh nhé mày. Chứ mình thấy đam vậy thấy không mạnh rồi đó, đúng không? Rồi tiếp tục nha, 2.000 đam. Trời ơi, 7.000 đam, 8 giây và tầm là 25. Nếu không tăng tầm, không tăng gì hết. Vãi, thật sự. Rồi tiếp tục, nâng lên 2.500 nha. Là 12.850 đam nha bạn, 8 giây và tầm vẫn là 25 nha, không khác gì hết luôn. Vãi. Rồi tiếp tục. 3.000 đam. Ờ lộn, 3.000 tiền, 3.000 đam. Lần lên cuối cùng là 3.000 tiền nha, cộng sự quốc gì là dao nữa mày, có cộng sự quốc ten wike dao cộng thêm kiếm và dao. Rồi bây giờ nâng lên, rồi bây giờ thì nhân vật này đã là AoE nhớ mày, AoE vòng tròn rồi nè bạn thấy nha, AoE vòng tròn 20.000 đam, đánh 8 giây và tầm là 25 đó. Ui ui, từ 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 từ, hình như chịu hỏi thêm nhân vật nào ra đó. Ui gì vậy siêu xe da hay gì vậy, vãi siêu xe da nhớ mày, siêu xe da cái gì siêu xe da vậy, ủa tự nhiên biến thành siêu xe da luôn nữa mày. Bạn nhìn nha, đừng má lên nha mày, coi nè đây, đó 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 đó, siêu xe da chịu họ thêm nhân vật gì ra đó, xong rồi biến thành siêu xe da luôn đó. Bây giờ bựa vãi, ôi bựa nha, bựa nha, bựa nha, bựa nha. Wow, nhưng mà khá là hay hả bạn. Đó thì nhân vật này là vậy đó, thì các bạn có thể đi dungeon và rớt ra, thì mình không biết cái độ hiếm nhân vật này không, thì các bạn comment ý kiến bạn dưới để mình xem là cái nhân vật này có hiếm hay không nhớ bạn, và bạn nào đã có rồi và sở hữu rồi thì các bạn cũng comment ý kiến bạn dưới để mình biết ha. Rồi thì chắc mình nghĩ là kết thúc cái clip tại đây thôi nha, thì mình đã quay Yo, cho bạn what's up? xem thì chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha, thì clip này mình quay cho bạn xem thử nhân vật mới trong dungeon đó xem như thế nào. Rồi thì tạm thời vậy ha, thì các bạn là thấy hay giùm xin một like, một subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho Ngọ, để Ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.